thứ bảy tuần trước thì ăn ở ăn cơm ở Ba Lan, Warsaw. Thứ chủ nhật thì ăn ở Viên Áo. Thứ hai với cả thứ ba ăn ở Rome Ý. Thứ tư ăn ở đây ạ. Villegia. Villegia của Ý. Thứ sáu thì hôm nay hôm qua. Năm. Tư. Năm. Tư ăn ở Villegia. Thứ năm ăn ở. Thứ năm thì ăn ở chỗ nào nhỉ? Chester. Biên giới. Đến thứ hôm nay thì ăn ở Budapest. Cẩn thận đường dung. Ngày mai ăn đâu? Ngày mai thôi quay về Mãng Lân, khu Ba Lan. Hàm. Thế cái lịch trình với Slovakia, với Slovakia với em tiệp sao? Biết gì chưa? Sợ kìa. Biết. Nói rằng là mày không có visa bây giờ mày được sang tiệp nữa. Mày không kiện được chứ hả? Được. Chị ơi. Thế, mày có cơ hội đi nữa. Cơ hội thiếu gì? Sao không sao được? Bây giờ sao sang tiệp? À bảo chị đấy. Sao được? Đây là em mình không được lấy tiệp visa. Chả có lý do gì em.